Hello, xin chào các đồng chí, anh chị và các bạn thân mến của Lợi Minh, từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là quê hương, quê ngoại của Lợi Minh. Thì anh chị và các bạn thấy đất nước mình đang phát triển và đổi mới và đang hội nhập với cộng đồng quốc tế, và cái cuộc sống của người dân Việt Nam của mình. Các bạn biết thành phố Mỹ Tho, mình nhớ ngày xưa mình còn nhỏ đó, là hồi đó có xe đạp là ngon lắm. Cái chiều kia là đó đánh bóng xe đạp, làm không bao giờ đánh bóng xe đạp xong rồi chút nữa đi ngựa là kéo nhau đám bạn bè vậy đó, chạy một vòng thành phố vậy đó. Ở đây là các bạn thấy vườn hoa lạc hồng, giờ này chưa có đông nha. Sau khi những giờ mà khoảng chừng 7 giờ mấy á, người ta đi làm về ai cũng sửa soạn mặc quần áo, cái họ đi chơi, họ đi vào phố, họ đi ra đây nè. Cái vườn hoa lạc hồng bây giờ được sửa sang lại đẹp lắm, chứ không phải như ngày xưa. Bây giờ được sửa sang công viên được. Đấy, các bạn thấy không, màn không dần Tiền Giang ở Mỹ Tho. Tại vì Mỹ Tho bây giờ nó đã trở thành cái khu đặc khu hành chánh của tỉnh Tiền Giang mà anh chị các bạn. Hồi xưa là ở đây những cái nhà sàn nghèo, họ làm, họ sống, họ ở nhà sàn, mà bây giờ coi đẹp ghê hồn. Nhà nước chính phủ xây dựng những cái bờ kè là nó dẹp hết những cái khu nhà sàn, giải tỏa hết và cho họ tái định cư ở nơi khác. Ở bên kia là cồn Tân Long. Anh chị các bạn biết cồn Tân Long này, cái thời Pháp á, là nhốt những người cùi, giống như những người cùi bị phong cùi rồi bị Pháp nó đẩy ra ngoài đó, cho nên người ta gọi là cồn Tân Long. Hồi xưa là cồn Tân Long không ai dám ở, cho qua đó là xóm cùi. Mà bây giờ hả, đất ở bên đó nó mắc còn hơn ở bên này nữa. Dân ở bên đó tại vì nó trồng nhãn, người ta trồng nhãn, người ta ăn nên làm ra. Bây giờ mấy cái bờ kè bờ sông rồi, các bạn biết một dải khu biệt thự bên kia cất dọc theo bờ sông rồi đó, mắc dã man, gió mát thì trời ơi đẹp ghê không. Cuộc sống của người dân rất là yên ổn, chứ không phải giống như những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Nó lên trên mạng nó xảo trá điệp bợm, những tên buôn chính trị. Bởi vậy thì khi tôi thấy mấy cái thành phần đó nó bị điên hay rồi hay sao, lên đó toàn là tào lao không, chẳng ra hồn vía. Trong khi cuộc sống của người dân, các bạn thấy chiều người ta đi dạo phố công viên, các bạn thấy đẹp ghê không. Những thành quả như vậy, những bờ kè được xây dựng lên thành những công viên rất là đẹp, những khu đô thị phát triển văn minh, có cướp giật gì đâu, đời sống người ta rất là tốt. Tôi phải nói là mỗi lần mà tôi về, tôi nhìn thấy quê hương, tôi muốn ôm quê hương vào lòng như một người mẹ mà mình xa tổ quốc lâu ngày. Mình cảm thấy rất là ấm cúng. Qua xứ người ta rồi cài như trâu bò, nhiều thằng chính trị nửa mùa, cuối cùng đẩy cho qua Mỹ rồi ngồi đó chốc ngóc, điếu cài, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, con ghệ mắm gì đó. Màn ơi, qua bên Mỹ, qua bên tới Mỹ rồi còn thân còn thua một con chó. Bởi vì khi tôi lên mạng tôi đi coi người ta quảng cáo nhà cửa đất đai, tôi thấy có một số người cần bán gấp nhà biệt thự bởi vì đi định cư nước ngoài, còn người thì để đi định cư ở Mỹ cho nên cần bán gấp. Tôi thấy thật là tội, tôi nói trong bụng tội quá. Thời buổi giờ mà họ còn nghĩ đến cái chuyện đi định cư nước ngoài, tôi nói má đẹp ơi, qua nước ngoài ra một xứ người ta ngôn ngữ văn hóa không biết, đời sống. Đấy, các bạn thấy nè, giờ này chưa đông đâu, giờ này là còn vắng. Có những người họ bán đồ ăn tối đó, họ bán mực bán khô rồi vui lắm. Ở khúc dưới kia nó có một cái chợ thực phẩm, chợ đêm rất là sầm uất. Tại vì tôi lên trên này tôi quay để anh chị các bạn thấy bức tượng Thủ Khoa Quân hiên ngang sừng sững, đứng giữa trung tâm thành phố Mỹ Tho. Ngầu không? Người anh hùng của dân tộc Nguyễn Hữu Quân, hay còn gọi là Nguyễn Khoa Quân gì đó. Hồi xưa tôi nhớ cái tượng này mấy chục năm rồi chứ. Hồi thời tôi còn học ở cấp 3, ở cấp 2. Cuộc sống yên tĩnh vậy hả? Người ta mưu sinh, bắt đầu về trời tối xuống về là có những cái quán, cái tiệm nó đẩy xe đi, nó bán khô mực rồi đồ khô đồ nướng, mẹ ơi nó ngon. Đi về đây tôi phải thích nhất là đi ăn đường phố, rất là ngon. Khi mình vô quán xá lớn quá, nó không có những cái món ngon bằng bên ngoài đâu. Bên đó nó thủ công quá. Càng ra ngoài sống bình dân với bên ngoài mình mới thấy nó thú vị. Đời sống của người dân Việt Nam tôi khoái nhất là họ tự cung tự cầu và tự cấp, luôn đứng trên đôi chân của họ, chứ không phải trông chờ vào, ngồi đó trông chờ vào tiền thuế, tiền của chính phủ, trợ cấp xã hội, xếp hàng dài để cứu đói cứu trợ. Trong khi đó đất nước thì nợ nần chồng chất ngổn ngang. Các bạn thấy giờ Mỹ nợ ngập đầu ngập cổ. Giờ này chưa đông, tôi đi hơi sớm. Đèo lắm, tôi nhớ hồi xưa hồi còn nhỏ vợ chồng con cái đèo nhau họ chạy một vòng nha, chạy một vòng đây cho tới bùng binh, cái bùng binh, rồi xong rồi vòng về đây, rồi xong rồi cái ghé quán xá ăn uống ăn tối, xong rồi vợ chồng con cái bạn bè kéo nhau về ngủ, ngày mai thức dậy đi làm. Đấy, cuộc sống ở quê nhà vậy. Tuyệt vời ha. Anh chị em các bạn thấy này, là những người ta mưu sinh, bắt đầu tối xuống rồi người ta kéo ra, kéo những cái hàng hóa ra nè, ta kéo xe là ta bán gì đó mà người ta cũng sống. Các bạn thấy không? Rất là hay. Cái kinh tế của Việt Nam phải nói là tôi khoái như cái chỗ vậy. Người ta tìm đủ mọi cách đặng mưu sinh. Các bạn thấy không? Cái đó nướng cái gì chị? Bò nướng lá lốp hả? Nhiều cái vậy? Cho ăn cái đi. Ăn tại chỗ luôn. Ăn thử đi. Thấy sao mà hấp dẫn quá. Rồi dạ, ăn ủng hộ. Oh yeah. Tại công an. À dạ. Thôi kệ, mình cán kiếm sống. Sống gì là ok không chị? Ngon gì không? Bận này. Ngon không? Mỗi tối vậy chị bán được nhiều không? Vậy hả? Ngon quá. Bò nướng lá lốp. Vừa ăn vừa ủng hộ. Các bạn thấy không? Quá đã. Vừa nóng vừa thổi luôn. Yeah. Cái này có bia ra. Quá ngon. Đúng không? Ngon quá chừng ngon. Mẹ ơi, mình mới ăn no rồi mà còn khoái rồi. Ngon quá. Cái dục cái rác chị. Rồi dục tải nha, tải tối người. Ngon quá không? Dạ. Các bạn thấy người ta bán. À, câu mực nha. Câu mực nướng không mà bầm ra. Mẹ ơi, có lần tôi mua ăn. Có bao nhiêu con chị? Con này nhiêu? Dạ, con này 70. Con này? Dạ, con này 40. Con này 70 bự quá sợ ăn không hết. Hết ngon lắm anh. Sao không hết vậy? Ơi nói 70 chứ em bán 80 không. Tại anh thấy anh khen ghe bò lá lớp em vui em bớt anh 10 ngàn. Ghê vậy? Dạ, cái đó nói thiệt. Mèn ơi. Con này ha. Ngon lắm anh. Mà ăn không hết chị ơi. Bự quá, thôi ăn con nhỏ đi. Dạ con 40 đi. Bự. Ăn nào ăn. Dạ. Coi nướng này nha. Các bạn thấy người ta mưu sinh đủ cách để làm mò kiếm sống. Cuộc sống là nó rất là hay chỗ đó. Bởi vì ông bà mình có câu muốn ăn thì lặn vào bếp đó. Chứ đừng có ngồi đó mà than vãn. Đúng rồi, cuộc sống mà phải không chị? Chị làm cái này lâu chưa, nghề này lâu chưa chị? Dạ. Ô vậy hả? Ô vậy hả? Mèn ơi, chị mà bán hải sản là em khoái nhất đồ hải sản á. Dạ, chị nước cái đó vừa ăn á. Ngon ghê. Ăn bụi vậy chứ ngon lắm. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi chị. Dạ ở đây mình làm nó cây nhà lá vườn mà. Nó vừa dân dã vừa ủng hộ những người bán hàng như chị. Không có gì chị. Ủng hộ nhau mà. Màn ơi thấy ham quá. Ngon thiệt chứ. Dạ. Ăn gì nó mới ngon nè. Dạ. Có mấy cục than gì mà nó cháy lâu ghê chị ha. Hay quá ha. Đúng là nghề. Dạ. Dạ than mà. Mà có 10.000 sâu vậy quá chừng ngon luôn. Cái này mà có lá nho đó. Có người ta làm lá nho phải không chị? Vậy hả? Ô vậy hả? Chị biết lá nho, có người ta làm lá nho non á. Dạ. Nó bò lá lớp. Có 10.000 cây à. Mai hàng bác ơi, nó ngon. Đó, nè. Ra con mực mới mua đó. Bỏ vô xay. Ngon ngon à, không nãy không đói bụng mà ăn vô xong giờ nó thèm đói bụng luôn. Ngon dễ sợ luôn. Ngon thiệt chứ. Có 10.000 cây. Ăn bá cháy luôn. Vậy là mở hàng đắt rồi đó. Kìa còn nước rồi đó. Cứ là lẹ lẹ vô đi. Ngon thiệt chứ. Các bạn thấy ta sống đơn giản. Rồi cảm ơn chị nha. 40 hả? Chưa trả tiền kia mà. Mà đến đi. Nha chị. Ủa để kiếm coi. Rồi đây 20. 40. Không chi gì? Hả? Không có gì. Oh man, dầm. Ngon. mình rớt à? Dạ. Vô, để rớt. Kiếm chỗ ăn đi rồi. Nó mình ra mình ngồi công viên mình ăn. Ngon thiệt á. Ngon quá. Ăn không Hà Mili? Hà Mili ăn không? Ăn không cưng? Màng ở không? Cái này là khôn mực không? Quá ngon. Dầm. Ăn không Hà Mili? Hà Mili. Ngon quá. Quá ngon. Đi về quê hương phải là gì? Đi bờ hồ, đi ra công viên ăn đồ ăn. Người ta làm tự nhiên rồi. Ăn Hòa mới đi. Miếng cho miếng nào. Ngon quá. Nó hổng gầy mình đâu có đi đâu. Hổng gầy cái chui nhà. Rồi mất công chuyện bận. Về bữa nào cũng nhậu mà chui ngủ. Bữa nay mới đi dọc phố. Công nhận ngon rồi. Tối người ta ra công viên người ta dẫn con cháu rồi. Đi ra đây vừa tập thể dục vừa dạo phố. Thôi mình like tới đây nha. Xin chào anh chị em các bạn nha. Mời các nhà ăn con mực nha. Con mực ngon quá. Yeah. Bye bye anh chị em nha.